Xin chào các cô, chú, anh chị và các bạn đang xem video. Em là Phong. Thì tiếp tục em sẽ đang bón một cái cây mo bó đã sủa hoa. Thì cái khuôn hoa rất là đẹp, tuy không bạch nhưng mà các cô chú anh chị nhìn thấy mép và mũi của nó đều có cái làn phân ranh nó rõ ràng. Và cái cánh hoa nó rất là đều nhau và cánh rất là bay. Thì cái giò này em sẽ bán với cái giá là 1,2 triệu. Các cô chú anh chị về cho được một cái mầm gốc. Cái mầm gốc này nó đang lên rất là cao rồi. Cái mầm gốc này rất là khỏe rồi. Còn bên trên các cô chú anh chị còn được rất là nhiều mét ngủ để mình về mình kích kỳ. Còn cái mạc hoa thì nó cực kỳ đẹp luôn. Cái mạc hoa này nếu mà đối với dòng bạch của mo bó á, thì mình mua sẽ rất là câu tiền. Nhưng cái này nó chưa bạch nha mọi người. Cái này nó chỉ cần tím thêm một xíu nữa là tiền nó rất là câu. Nhưng mà cái này nó vẫn còn tráng nè. Rồi thì cái kỳ này em sẽ bán với giá là 1,2 triệu nha. Cái chậu em sẽ bán với giá 1,2 triệu. Khi gửi đi cho các cô chú anh chị là em sẽ bỏ trong ống nhựa nha. Đối với dòng này em bỏ trong ống nhựa để nó giữ được cái hoa và cũng như giữ được cái gốc. Hoặc là em có thể đóng thùng cái thùng cật tông nhỏ. Thân mẹ của nó tầm khoảng 50 cm. Cái thân đơn có hoa là về tầm khoảng 50 cm. Và đơn có một rất là nhiều hoa. Cái này nó mới bung hôm qua nha các cô chú anh chị. Máy em nó không lấy nét được. Rồi em cảm ơn các cô chú anh chị đã theo dõi video của em nha. Và cái giò này em bán với giá 1,2 triệu. Dòng của mo bó Lâm Đồng nha mọi người. Rồi em cảm ơn các cô chú anh chị.